Dạ, xin chào chị đã quay trở lại với kênh của em hen. Thì hiện tại em đang có mặt ở ngay sau nhà anh này. Thì trước mặt chúng ta đây chính là năm con bò được sữa nha anh chị. Thì năm con bò này thì nó biết ăn chút đỉnh nha, ăn rơm ăn cỏ biết ăn rồi nha anh chị. Thì năm con bò này mình nuôi á, thì mình phải dặm sữa thêm nha. Tại năm con bò này á, thì nó từ 1,5 tháng đến gần 2 tháng tuổi nha anh chị. Đó, biết ăn rơm mà thì ăn cỏ chút đỉnh thôi nha. Để em quay dần sau đất anh chị quan sát hết là năm con ha. Đó, mong đồ đất anh chị ha, tất cả là nghiêm chỉnh hoàn thiện hết nha cô chú anh chị, chân móng trước sau dựng thẳng nha, toàn bộ năm con bò này đều là móng sò hết nha anh chị, xá tích cũng nghiêm chỉnh luôn ha, xá mặt xá lưng thì nghiêm chỉnh nha anh chị. Đó, em quay gần lại để cho cô chú anh chị mình đã quan sát hết năm bò ha anh chị, thấy ăn không, con nào cũng biết ăn hết nha anh chị, nhưng mà ăn ít nha, tại vì bò này mình nuôi mình phải dặm thêm sữa nè. Đó thì năm con bò này thì anh chủ nhà bán đồng giá sang cả thì chỉ có 3 triệu đồng một con thôi. Thì năm con anh bán mức giá là 15 triệu nha anh chị. 15 triệu cho năm con bò được sữa này ha. Thì năm con bò này á, thì anh chủ nhà có nói em á, anh chị mua hết á thì anh sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 50 cây ha. Tức là năm con với mức giá là 15 triệu mà được bao xe 50 cây nha anh chị. 50 cây là gần trong khu vực là Củ Chi nè, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Đức Hòa, Đức Ngoại, cứ trong phạm vi là 50 cây á thì anh sẽ bao xe về tận nhà cho anh chị luôn. Đó. Em báo giá lại cho anh chị ha. 15 triệu nha anh chị, 15 triệu cho năm con bò được sữa này và sẽ được bao xe trong phạm vi là 50 cây. Nên là những cô chú chị em mình gần xa mình muốn mua cái lô bò này thì anh chị có liên hệ cho em ha. Còn những anh chị em mà mình đang ở khu vực miền Tây á, khu vực xa hơn á 50 cây thì anh chị phụ lại em biết tiền xe ha. Tại vì em cũng có giao các tỉnh thành miền Tây như là Trà Vinh nè, rồi Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp nè. Đó thì em vẫn giao bình thường cho anh chị ha. Đó thì anh chị mua thì anh chị đặt cọc em trước 1 triệu đến 2 triệu nha anh chị, để chúng ta là giữ bò nha. Thì em sẽ giao bò đến tận nhà, tận nơi, tận chuồng cho cô bác anh chị mình gần xa luôn. Đó anh chị quan sát năm bò rất là đẹp nha anh chị. Đó năm con bò này thì nó hoàn thiện tất cả nên là cô chú anh chị mình yên tâm ha. Đó mình đem về nuôi nha anh chị, chỉ có 3 triệu đồng một con thôi. Mà sau này anh chị nuôi lớn lên á thì kinh tế mình rất là cao ha. Bò thì rất là khó có thể tìm những cái con bò được sữa với mức giá là 3 triệu nha anh chị. Đó, 3 triệu đồng một con, 5 con với mức giá là 15 triệu mà được bao xe 50 cây nha. Đó và thô đeo này thì em cũng xin kết thúc và tạm giữ cái chương trình của em tại đây ha. Thì anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bật ngay chuông thông báo của em để chúng ta là theo dõi được chương trình của em ha.